Người thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô hình con rắn nhé. Mày bao nhiêu video không mày? Em đang quay mà. Mình sẽ tô những cái sọc ở trong của con rắn này trước. Mọi người có thể cho các hình các màu khác nhau nhé, nhưng mình thích một màu thôi hoặc là hai màu thôi. Mình sẽ tô ít màu thôi. Mọi người tô ít màu ở trong thì nó sẽ đỡ tốn thời gian của mọi người hơn. Đầu con rắn thì mình sẽ tô màu nâu nhé. Thông thường thì các bạn tô đầu con rắn thì mọi người sẽ tô màu gì? Và cái dưới này mình sẽ tô màu nâu. Cuối cùng thì mình sẽ dùng cái con rắn này thì mình sẽ tô màu vàng nhé. Đó, tô màu vàng là màu cuối cùng của con rắn này nhé. Mọi người tô thì mọi người sẽ tránh những cái chỗ mình đã từng tô màu trước đấy về những cái họa tiết của nó ra nhé. Này thì thỏa sức mọi người sáng tạo thôi. Mọi người tô màu nào thì cảm thấy đẹp là được. Đã xong hình con rắn nhé. Đó, con rắn của mình có 4 màu thôi. Đó, cảm ơn tất cả mọi người nhé.